Xin chào anh chị và các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho anh chị và các bạn là cái chủ đề về hoa móng tay nhiều màu. Đây là những cây hoa móng tay nhiều màu, nó đã phát triển và hôm trước là bên mình gieo bằng hạt. Và đây là gói hạt giống của nó mà bên mình ươm ra. Sau khi ươm ra thì hôm trước là mình ươm luống này và mình đã nhân ra thành 3 luống ở đây để trồng test thử nghiệm xem. Đây là loại hoa nhiều màu thì nó có nhiều màu khác nhau và nó đã phát triển và đến tận giai đoạn là bắt đầu là đóng nụ, là chuẩn bị ra hoa rồi các bạn. Và cây mập mạp chắc khỏe và tình trạng là bị sâu ăn các bạn. Ở đây là bị sâu ăn này, đấy là nó bị ấy, đấy là còn phân sâu nó ấy đấy, nó thải ra đây. Và mình đã sử dụng là thuốc trừ sâu sinh học, mình đã phun rồi thì hôm nay thì chắc là không còn bị sâu nữa thôi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra một cái tình trạng ở đây là nó bị nấm các bạn này. Những cái chấm trắng trắng như thế này là nó bị nấm đấy. Thế là mình phải phun thêm thuốc nấm. Đây là loại hoa móng tay nhiều màu, nó có nhiều màu khác nhau. Hôm nay mình quay cho các bạn xem là cây con của nó nhá. Cây của nó lúc còn bé thì nó sẽ như thế này và một thời gian nữa nó sẽ ra hoa. Và đến lúc nó nở hoa thì mình sẽ quay video lại cho các bạn xem. Ở bên này thì hoa màu gà, màu gà đuôi phụng để mình nó còn trồng ở đây. Bên kia là hoa vằn thỏ và bên kia là hoa hướng dương. Bên này là cúc bách nhật, bên này cùng vằn thỏ F1 và mình nó còn trồng nhiều loại ở đây. Thứ nhất là mình sẽ thử nghiệm xem chất lượng hạt giống của nó như thế nào và mình muốn quay video review lại cho các bạn xem từng loại mình trồng thực tế ở đây để so sánh và đánh giá và review lại cho các bạn xem từng loại nào, các bạn thích loại nào thì các bạn có thể là kết nối bên mình để bên mình cung cấp giống cho tất cả các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.